những cái người phụ nữ họ cho rằng á, với cái vòng đĩa càng lớn á, thì sẽ càng đẹp. Còn các người nam thì thể hiện sức mạnh bằng cái việc là ô đó, mọi người thấy không? Không những là đĩa mà họ còn có những cái khuyên tai nữa. Họ bị ăn thử một miếng coi nó như thế nào. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay là ngày thứ hai, Bùi Hồ cùng với các anh em đang có mặt ngay tại đất nước Ethiopia, một đất nước miền đông của châu Phi. Và sáng ngày hôm nay thì anh em phải trả cái phòng khách sạn này để di chuyển đoạn đường 120 km đi đến hai bộ lạc, đó là bộ lạc Musi và bộ lạc Hama. Bộ lạc Musi là một cái bộ lạc khá là độc đáo của bác quý anh chị. Họ những người phụ nữ họ sẽ làm đẹp bằng cách là đục hai chiếc răng cửa dưới này. Và đeo vào những cái chiếc đĩa. Và đặc biệt bộ lạc này đa số là người dân họ ăn chay. Đó là một trong những cái điều đặc sắc nhất ở ngay tại đất nước Ethiopia này. Và sáng ngày hôm nay đó thì Bùi Hồ sẽ chuẩn bị một bữa ăn sáng ngay tại đất nước Ethiopia. Và bây giờ mời cô bác quý chị vào đây để xem tụi mình ăn gì ha. Và người bạn mình cũng đã đến rồi. Hello. Hello, hello. Yeah. How are you? Đây là một người bạn của mình. Dạ. Xin chào. Xin chào. Xin chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Rồi, bây giờ mời anh vô đây. Dạ. Rồi thôi. Tối hôm qua thì các anh em ăn một cái món khá là, đối với Bùi Hồ khá là nổi cục. Đó là một cái món cơm. Lúc đầu thì cứ các anh em cứ nghĩ là cơm gồm có trứng, thịt với lại sốt cà chua. Nhưng mà họ trộn vô luôn. Rất là khó ăn. Hiện nay là 7 giờ ngay tại đất nước Ethiopia. Thì ở Việt Nam thì khoảng 11 giờ. Và các anh em sẽ gọi một cái phần cơm. Thì ban đầu thì nghĩ là cái phần cơm mình gọi là cơm trứng thịt với lại cà chua thì họ sẽ làm riêng trong một dĩa giống như ở Việt Nam á. Nhưng mà không, họ sẽ nghiền vô và họ sẽ trộn vô cơm như thế này. Những cái hộp cơm á nó giống như là nấu nó còn sống nha. Và ăn cái vị rất là khó ăn. À. Ha. Nghiền quá. Nghiền hả? Nghiền được. Ăn nổi không? Mà giờ em đói quá. Chắc lát ăn mì tôm anh nè. Còn sáng ăn mì tôm cũng được. Còn hết rồi, không nổi rồi. Có nghĩa là không phải là nó dở, mà vì cái hạt cơm nó bị cảm giác như có thể là do người dân ở đây ăn được nhưng mà mình ăn không được, vì y như sống nấu mà nó bị chưa tới á, còn sống á, cứng á, hạt nó chưa nở. Đang nấu mà vừa cặn nước vậy á, y vậy á ha. À đúng rồi, đúng rồi. Xem một gạo. Đó, còn nguyên hộp gạo luôn nè. Anh ăn nó cảm giác là sừng sực đó không? Rồi cái vị cà chua họ lại để nhiều quá. Thì cái bây giờ ăn ngon nhất là có cái trên tương á. Tương xịt vô đây là ăn ngon nhất. Đúng không? Nhưng mà một cái điều sáng suốt nhất là mấy anh em mình có đem theo mì á. Đúng không? Nếu như mà những ngày mà ngay tại Ethiopia này á mà không đem theo mì gói, không đem theo những cái vị của Việt Nam qua thì đối với em có trụ nổi những ngày tiếp theo với những ẩm thực như thế này không? Nếu mà chịu khó mà ăn đồ ăn Ethiopia ăn vẫn được, nhưng mà vì cái việc di chuyển và đi tới các bộ lạc rất là xa và rất là mệt, nắng rồi di chuyển nhiều rồi phải dùng hết năng lượng để ghi hình nữa, cho nên giờ khuôn mặt này hôm nay là ngày mới ngày đầu tiên thôi mà mặt khờ luôn, thì như vậy là trong mấy ngày tới mà nếu mà ăn không được là chắc chắn là rất là dễ bị đuối, rất mệt. Cố gắng ăn phần còn lại ha Nhân ha. Ừ. Nhưng mà bắt đầu là thèm mì Việt Nam chưa? Chú nói em về em chứ. Okay, dạ. Ok. Và như thế thì rất là thèm ẩm thực Việt Nam. Sáng hôm nay các anh em sẽ quyết định là ăn mì. Một ngày năng lượng mới. Thì ở đây thì tụi mình có đem qua là mì gói coco mi 90 gram. Và tất cả các phần như là phở gà của chín xu nè, rồi miếng xương đó, rồi phở bò, rất là nhiều, đa dạng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng luôn. Sáng nay em ăn gì không? Sáng nay thì em lựa chọn mì coco mi á, tại vì
cái hộp mì này thì em rất thích ăn cái vị chua cay, cái vị chua cay của Việt Nam. Và cái hàm lượng, cái lượng sợi mì ở đây rất là to và nó bằng 1/2 gói bình thường, có nghĩa là vừa đủ sức mình ăn luôn á. Ừ. Cho nên và nó sẽ giàu, rất là giàu năng lượng, phù hợp cho mình. Còn Nhân em ăn gì? Em hả? À. Em thì chắc phải hai hộp á, một hộp ăn không no đâu. Ồ. Phở bò nè với cái gà đi. Ở đây có rất là nhiều lựa chọn, ở đây tới 7 lựa chọn. Em lựa chọn phở gà với lại bò hả? Phở gà với lại phở bò. À. Sáng nay anh sẽ ăn là hủ tiếu thập cẩm, là một cái món rất là ngon và đặc biệt là Bùi Hồ rất là thích ăn cái món này. Ở đây có thịt và trứng cút luôn nè. Đó, một cái gói mì chất lượng vô cùng Việt Nam ngay tại châu Phi ha. Cái này chắc đã lắm, thèm cái vị Việt Nam luôn rồi. Thôi bây giờ ăn ha. Sao? Mang vào okay. Bây giờ mang vào nhà chế biến đúng không? Đây là một cái hủ tiếu thập cẩm của mình chọn ăn buổi sáng nay nè. Còn đây là một ly cà phê của Ethiopia. Một cái buổi sáng có thể là không ăn bánh mì nhưng phải uống cà phê. Nhưng mà mình uống cà phê và ăn hủ tiếu cực kỳ ngon ha. Một buổi sáng tràn đầy năng lượng luôn. Mình mở ra trước ha. Bây giờ mấy anh em khui ra nha. Anh Degu thì ăn phở của anh á. Anh bỏ hai hộp vô chung luôn. Ồ cái này có nguyên một gói thịt trứng luôn á hả? Ồ đã ha. Tiền lợi ghê ạ. Gia vị. Thế có lẽ anh lần đầu tiên anh thưởng thức ẩm thực Việt nè. Sauce. Anh Hồ ăn gì? Anh ăn hủ tiếu thập cẩm. Hủ tiếu thập cẩm. Đúng rồi. Cái sợi hủ tiếu y như Việt Nam luôn ha. Đúng rồi. Nhưng mà cái gói thịt trứng này to ghê ha. Gói thịt trứng nè. Cho mọi người xem nè. Ôi ôi hồn. Có trứng có thịt luôn. Ồ. Ngon quá. Cực kỳ chất lượng ha. Thịt nghiêng tảng trứng thập và được để trong nước sốt. Còn gia vị, ba gia vị này là gì không? Chili. Yes. Này là gói gia vị. Thơm gì trời. So, you can put here. Đây, dầu. Wow. Ok. You want first? Nước gấp lắm. Đây là chờ khoảng 1 phút. Nhưng mà chắc mà nó mà ra chẳng lên rồi. Mình đang ăn mì Kokumi 90 và sợi mì nó khá là to và cái vị chua cay rất là ngon nha. Nó màu vàng á, màu vàng trắng sáng đúng không? Đây là cái phần của mình. Hủ tiếu thập cẩm. Thật ra cái ẩm thực của người Việt mình á, cái kiểu mà dễ ăn nhất đó là vị chua với vị cay. Cho nên á, cái sợi mì ở đây á, nó mềm mà nó có cái vị chua như là một số lẩu Thái vậy á, cho nên là rất là dễ ăn. Nhớ hương vị quê nhà dữ trời. Ồ, trứng cút cực ngon luôn à. Thịt bò cũng rất ngon. Ồ, chất lượng. Ngon lắm, thịt bò ngon. Which animal meat inside? Đi đâu cũng không bằng hương vị quê nhà nhưng mà đem từ Việt Nam qua đây ăn là phải nói là lựa chọn sáng suốt ha. Meat. Which animal? Animal. Which animal? Seafood. Seafood. No seafood. No. Meat. Best. Cow meat or sheep? Goat. Oh yes. Goat meat. Hot. Anh Desu thì anh đang phở. Degu thì anh đang phở bò. Phở bò ngon. Phở bò good. Phở bò good. Very good. Yeah. Which meat? Meat.
Boot. Boot. Ba. 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 This ba. Yeah. Okay. Thôi bây giờ mình sẽ tranh thủ thưởng thức hết cái tô này thôi, rất ngon. Để mình đi nữa. Anh nhân gà ăn hộp thứ hai rồi. anh đi du anh ăn một hộp ngon quá, anh mới giới thiệu cho anh bác tài ăn. Ăn thêm một hộp chinsu miếng sườn. Mà trước đó anh có kêu một cái món này anh ăn để chừa ăn miếng sườn trước đó nha. Đây là cái món đặc sản của Ethiopia. À, khi tụi mình đang ăn sáng ở đây á mọi người, thì có hai đứa bé người châu Phi á đang ngồi chờ đợi mọi người cho một cái thứ gì đó là ăn. Và em Phong có đem hai cái gói mì của cô Mi để cho hai bé nè. Nhìn có vẻ rất là đói ha. Như là hai đứa bé này đang lụm bọc hay sao á. Mì. Nhìn những đứa trẻ châu Phi á, cô bác anh chị, thì đôi tóc thì quăng, gương mặt thì đen, còn mắt thì vàng hoe, da thì cực kỳ đen luôn. Nhìn rất là tội, có một cái gói mì nhưng là nó được ăn một bữa ăn ngon lành vậy á. Trước giờ chắc có lẽ là chưa có. Đây là một cái hình ảnh khá là xúc động ha. Ăn mì sống không cần phải trụng nước sôi luôn. Hai đứa bé này thuộc đất nước Ethiopia. Thôi nhìn ăn hương ghê á. Chắc có lẽ là nhiều ngày như vậy thì nó không được ăn ngon như vậy hay không ha. À, trên cái đoạn đường mình đi về cái bộ tộc Muji á, thì đây là một buổi sáng ngay tại đường phố ở Sika gần cái thung lũng Omo á. Thì đây là cuộc sống của những người dân Ethiopia nè. Cô bác quý chị thấy những cái con dê, con cừu đồ đó. Còn đây là anh người Ethiopia. Đây là những cái cửa hàng tạp hóa. Còn đây hình như là một cái nơi bán xăng với lại gạo. Người Ethiopia họ có vẻ như là không thích quay camera cho lắm. Đó là những cái chiếc xe gồ tự chế bằng cây. So how many you want? How many ball? Yes. How many? Okay. All. This is Baza Barwa. Không biết là tính. Bán một quả được nhưng mà bán 2, 4, 6, 6 trái không biết là tính. Không biết đường tính hả? Ôi trời. Yes. Bán một trái thì tính được nhưng mà bán 6 trái là tính không được đúng không? Này là nhiêu không? 240. Anh tư khoảng 100.000 mấy tiền Việt Nam à. À đây là cái cửa hàng tàu hóa của họ nè. Sao mà chứ?
sò bông cụt. Rồi đi nha. Dạ. À, mình mua một ít bong bóng này cho tụi nhỏ chơi, rồi ít xà bông tắm. Hả? Hả cần xà bông. À, nước nữa. This one for us, for our trip. À, anh sẽ mời, cái tiền này là tiền mua nước anh, anh làm quà của anh cho. Đây là chiếc xe gỗ ở châu Phi. Ở châu Phi thì nước là một cái điều gì đó rất là xa xỉ đối với người dân. Ở trong kia có một nhà nước, ở trong kia nữa kìa. Toàn là chứa nước ngọt hết. Chiếc xe này cái bánh cũng phải độ lại để chạy những cái đường rất là khó khăn ở châu Phi. So all the men they have the stick is donga stick. Moorish. Yeah, Moorish. See ma? See that all are like buzu? All. See that all are like Ishe. Ebi Ishe. Actually. Actually. I'm from Vietnam. Oh, you're from Vietnam? Vietnam. 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 Yeah, okay. Yeah. Bani Medere. Bani? Bani? Bani. Chete. Medere. Yeah. Bùi Hồ đang có mặt tại một phía tây nam của đất nước Ethiopia. Và đây là một cái bộ lạc được cho là nguyên thủy nhất ngay tại đất nước Ethiopia. Đó là bộ lạc Muzi. Yeah. Yeah. Đây là một đứa bé quấn một cái chiếc khăn nhìn rất là gầy gò, ốm yếu luôn. Và đa số thì tất cả các người dân sinh sống ở trong cái bộ lạc này đó thì họ là đẩy trần, chỉ quấn một cái khăn thôi. Và xa xa đằng kia là những cái túp lều nhỏ, chẳng khác nào là những cái cái chòi ở Việt Nam vậy đó mọi người. Dạ, thôi bây giờ mình sẽ đi vô đây ha. Dạ. Achali. Achali. Dạ, Achali. Achali, Achali. Dạ. Ở đây thì họ giống như là làm sạch găng bằng một loại cây gừng nào đó. Và ở trên tay thì cầm những cái cây gì đây nè. Nhìn rất là thô sơ ha. Những cái gia đình thì họ sống trong những cái túp lều chòi đằng kia. Nhìn gá là khá là thô sơ luôn. Và người dân ở trong cái bộ lạc này á thì họ đa số là không có mặc quần áo. Được một cái anh địa phương ảnh thông báo là có thể choàng những cái khăn vào đây. Và họ sống một cách rất là nguyên thủy luôn. Đây là một cái anh ở bộ lạc này. Bộ lạc này có tên là bộ lạc Musi. Sống ở tận một cái rừng sâu á mọi người. Đây là những người phụ nữ ở bộ lạc Muzi. Dạ, Việt Nam. Đây là những cái chiếc đĩa đó. Những cái người phụ nữ họ cho rằng với cái vòng đĩa càng lớn thì sẽ càng đẹp. Còn các người nam thì thể hiện sức mạnh bằng cái việc là ô đó, mọi người thấy không? Đây là những cái chiếc đĩa.
We ăn hả con thấy? Ờ. Ờ. Cái chiếc đĩa này làm bằng đất nung á mọi người. Đó. À, như thế nè. Dạ. Những người phụ nữ mà với chiếc đĩa càng lớn và được trang trí càng nhiều như thế này được cho là một cái biểu trưng của cái đẹp. Không những là đĩa mà họ còn có những cái khuyên tai nữa. Dạ. Và những người phụ nữ ở đây đa số là họ không có mặc áo quần áo gì hết à. Họ phải đục hai cái chiếc găng ở dưới kia. Dạ. Đục hai chiếc găng dưới và để lộ cái dành môi được khoét rộng như thế này. Và bên đây là cái khuyên tai. Dạ. Đây là những cái trẻ em ở đây. Dạ, họ mời mình mua một cái chiếc đĩa như thế này. Và đây là các đồ lưu niệm do chính tay họ làm ra. Money. Yeah. Những người phụ nữ thì họ không có mặc đồ gì hết à. Và họ gặp mình thì họ kéo một cái khăn để che cái phần bộ ngực lại. Yeah. Okay. Tí xíu thì mình sẽ mua ủng hộ tiền cho những người phụ nữ Muji như thế này. Và đây là thức ăn của họ nấu nè. Ở đây là những cái ngôi nhà, những người trong bộ lạc Muji. Ở đây thì mình thấy chỉ hơn cái 10 cái căn chòi như vậy thôi. Và trên cơ thể của họ được xăm những cái gì đó. Những đứa bé ở châu Phi á thì lại thiếu hụt lương thực trầm trọng. Ờ. Các đứa bé này thì không có được mặc quần áo, chỉ là được những cái khăn tròn quấn như thế này. Và được gặp những cái camera mà thấy hình là như thế này là một điều đó khá là mới lạ. Tay của một người phụ nữ Muji. Muji. Ok. À, đây là một cái khuyên tai được làm bằng một cái cây đục gỗng. Ok. À, một cái cây đục gỗng, họ khoét một cái vành như thế này, ở giữa có một lỗ giữa, và việc trang trí như thế này là sẽ tạo nên một cái đẹp. Một cái khuyên tai càng lớn và cái vành môi càng lớn thì sẽ càng đẹp. Salam, salam, salam. Ok. Ok. Thức ăn của họ, họ gan lên á. Ăn thử một miếng coi nó như thế nào. Giống như là những cái hạt bắp gan nha mọi người. Cũng khá là ngon. Họ luôn cho có những cái vết thẹo như thế này là càng đẹp. Một cái khung rất là nhỏ được làm bằng gôm. Ở đây là họ làm bằng gôm hết à. Ây à. À. Một rất là tối. Đây là bên trong cái căn chòi của bộ lạc của người Muji. Và họ có những cái bình, có những cái bình để họ làm gì đó. Và những cái đây là dự trữ lương thực, những cái bao thức ăn. Và có một cái đồ nấu ở giữa. Và đây tất cả là họ đang bằng cái một cái loại cây gừng, sau đó họ phủ gom lên. Diện tích thì cũng nhỏ thôi.
Đường kính thì ở trong này chỉ khoảng 3 mét là cùng. Không biết thì mưa gió thì nước nó có tạt vô hay không. Ở đây là những cái bao, những cái miếng nệm chắc có lẽ là du khách đem đi khi mà có dịp về đây á, thì mọi người đến đây họ cho những cái bộ lạc này, nên thành thử là họ có được những cái này, chứ họ sống một cách nguyên thủy nên không có những cái và công nghiệp như thế này đâu. Xíu vậy luôn á mọi người. Họ là cuộc sống của họ là bán du mục, có nghĩa là họ sẽ di chuyển khắp nơi à. Và một di chuyển theo mùa tùy vào cái lượng thức ăn. Và bây giờ thì mình sẽ chui ra nhỏ xíu như thế này. Ôi dạ, nó nhỏ xíu luôn á. Không biết họ chui như thế nào nhưng mà rất là bé. Bây giờ thì mình sẽ đi lại lần đây nha mọi người. Và thông tin với cô bác quý anh chị á, trong cái bộ lạc này họ cứ sống bán du mục như vậy. Và họ thì ở đây là không trường học nè, không giáo dục nè, không sử dụng tiền nè. Và có gì họ sẽ sử dụng đó. Thì những cái bộ lạc này họ cứ sống theo những cái bìa rừng như thế này nè. Và đây là những cái cử trưa như của họ, họ đã ăn xong rồi. Kìa, bà thì đang ngồi, ông cụ đang ngồi và hình như là ông cụ không có bà cụ. Đây là một bà cụ rất là lớn tuổi trong bộ lạc Poji. Cái vành môi của bà đã bị khuyết ra luôn rồi. Đây là chân tay của bà nè, một làn da đen sậm. Cái này đang mặc của bà là từ da thú á. Từ da thú. Họ sống cái cảnh là săn bắt hai lượm á. Rất là lớn tuổi rồi. Và vì thì cái bộ lạc này không có sử dụng tiền, cũng như là họ sẽ gần như là tách biệt với thời lại thế giới bên ngoài, nên mình sẽ không cho họ tiền và mình sẽ tặng một ít bánh kẹo. Họ làm những cái dòng khuyên này từ đất đó mọi người. Họ đeo vô rồi. Nhìn nó rất là kỳ dị, nhưng mà đối với lại cái bộ lạc này thì đây là một cái điều gì đó rất là tuyệt vời đối với những người phụ nữ. Và họ cho gần cái dòng khuyên càng lớn thì nó sẽ càng đẹp. Và họ cứ nắng cái dòng khuyên này là từ đất á, rồi sau đó họ phơi khô và nung lên. Và đây là những cái dòng khuyên được nung lên nè, nó rất là cứng luôn. Họ mời mình mua nhưng mà mình không có muốn cho cái bộ lạc này sử dụng tiền, vì đâu đó là cái nguyên thủy của họ cũng rất là hay, tại vì họ không liên quan đến việc từ trường học nè, y tế và giáo dục đó, họ cứ mời mình mua như thế. Và đây là những cái căn chòi họ đang làm dang dở nè.
họ phải dựng một cái cây trước như thế này à, và một cái khung quấn từ gom như thế này, sau đó là thành những cái căn chòi đằng kia. Chắc có lẽ là sau khi những cái gom như thế này mục thì họ sẽ sử dụng lại những cái gom này à, rất là hay ha. Họ đòi bán cho mình những cái này nè, có những cái ô trời. Họ nói là có cái kia nó dài dài. Ở đây là một đứa bé Muji. Có mua tại vì mình không muốn ảnh hưởng một cái phần nào đó về tiền bạc vô trong cái bộ lạc của họ. Chú Ken Minh Trần ở mấy đêm mà trao đổi. Đó là một cũng là một cái cách hay. Dạ, ok. Ok. Một cái vật gì ngang giá trao đổi thì nó sẽ solar. Solar no. Hai. Silki kya tha egne. Ê musica mai chao thal. Silki char. Sa những cái bộ lạc mà không có mặc đồ nè. Rồi họ thậm chí là không có I love you Vietnam. Yeah. No. Okay. No. Yeah. Go. Họ không biết cái treo cái đèn. Yeah, ok. Đây là những cái thiết bị công nghệ đầu tiên mà mình muốn đưa đến người Uzi. Đối với họ thì có một cái điều gì đó rất... No, nice. Vành môi và cái vành tai độc đáo nhất theo tại bộ lạc Uzi này. Nhìn có vẻ rất là đau đớn nhưng mà đối với họ đó là một cái đẹp. Mỗi cái đẹp, mỗi cái quốc gia khác nhau. Nhưng mà đối với họ thì càng to thì càng đẹp như thế này. Mình kia ta kia có bì đôi mà khăn bì rộng mà rồi nó. Người gái nó bắt tên là mì rộng 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 rộng. Có thể có cắt chút đôi thó. Họ bị quá nãy cái đây nữa, nào người ta được ăn bị cái găng cửa ở dưới bị đục rồi à, bị đục hai cái găng cửa. Và anh Duy mình sẽ gửi cái bộ lạc này để mà chuyển sang một cái bộ lạc khác cũng khá là giữ những cái hủ tục như thế này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở bộ lạc khác ha. Các anh em lên được. Ok, go chung. Trước khi rời thì quay cho cô bác anh chị thấy người phụ nữ này nè. Đây là một người đàn ông người tôi bộ lạc Muji. Khi mình quen những người phụ nữ thì người đàn ông họ ngồi như thế này. Và ở đằng kia nè. À, là trong cái bộ lạc này phụ nữ họ có súng luôn á mọi người, đừng để đi săn hay sao, rất là nguy hiểm ha.